Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay thứ năm, ngày 12 tháng 5 năm 2016 có những nội dung chính như sau. Thường trực tỉnh ủy gặp mặt cả cơ quan báo chí. Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc với cử tri các địa phương trong tỉnh để vận động bầu cử. Vì linh mục tròn đạo giúp đời. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Hơi, mỗi lá phiếu ta bầu là trách nhiệm công dân, dựng xây quê hương ấm no hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 12 tháng 5, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Công Huẩn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Bình xảy ra một số vụ việc ảnh hưởng lớn đến tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, đặc biệt là tác động đến tâm lý của nhân dân ở các địa phương ven biển, nơi xảy ra tình trạng cá biển chết hàng loạt. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kịp thời lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác nắm bắt tình hình, tổ chức tuyên truyền vận động và ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các cơ quan báo chí địa phương và trung ương thực hiện tốt công tác tuyên truyền liên quan đến sự cố môi trường nghiêm trọng làm cho cá biển chết bất thường, chưa rõ nguyên nhân và các chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh, trong đó có dự án quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp FLC Quảng Bình. Trên cơ sở đó, Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình và các báo trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh đã kịp thời vào cuộc thông tin đầy đủ về tình hình thực trạng diễn ra trên địa bàn một cách khách quan, trung thực, đưa tin phản ánh việc chỉ đạo kiểm tra của trung ương, của tỉnh cũng như chỉ đạo điều hành của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, góp phần định hướng dư luận xã hội, phản bác lại những thông tin xuyên tạc gây hoang mang dư luận. Nhờ vậy đã góp phần cùng với cả hệ thống chính trị ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí địa phương và trung ương trên địa bàn, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực của tập thể đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã không quản ngại khó khăn gian khổ, có mặt ở những thời điểm nóng để phản ánh chân thực, khách quan mọi tình hình, giúp cho người dân có được cái nhìn toàn diện về các vấn đề xảy ra trên địa bàn tỉnh. Từ những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới các cơ quan báo chí địa phương và trung ương trên địa bàn cần tập trung tuyên truyền một số nội dung quan trọng, đó là tiếp tục tuyên truyền về những chủ trương đường lối chính sách của trung ương và của tỉnh, nhất là về các chính sách hỗ trợ cho ngư dân vùng ven biển, kịp thời thông báo các địa điểm bán cá sạch để ổn định thị trường, cũng như các chính sách tín dụng hỗ trợ ngư dân đánh bắt thủy hải sản vùng biển xa. Cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhất là ở các địa bàn vùng biển, vùng sâu, vùng xa, để nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của sự kiện chính trị trọng đại này, nhằm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình. Bên cạnh đó, tiếp tục quảng bá một cách đa dạng và phong phú về các tiềm năng thế mạnh, nhất là về du lịch của tỉnh, cũng như các chính sách thu hút đầu tư, đổi mới về cải cách hành chính để tạo môi trường cho các nhà đầu tư tiếp tục đến với Quảng Bình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn đội ngũ phóng viên, nhà báo sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình, sát cánh đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Hôm nay ngày 12 tháng 5, tại Ủy ban Nhân dân xã Duyên Ninh và xã Tân Ninh,
ông Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ở đơn vị bầu cử số 11 đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã trên địa bàn huyện Quảng Ninh để vận động bầu cử. Tại buổi tiếp xúc với cử tri, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Ninh đã trình bày tóm tắt tiểu sử của những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ở đơn vị bầu cử số 11, gồm bà Phan Thị Hoa, cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh; ông Nguyễn Ngọc Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh; ông Phan Trần Nam, Tránh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình; bà Nguyễn Thị Nga, Công chức Văn phòng Thống kê Ủy ban Nhân dân xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh; ông Ngô Hồng Quân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Ninh; ông Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình; ông Hà Minh Tuân, Trưởng phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Bình; ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng. Trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên quyết tâm đem hết khả năng, trí tuệ của bản thân để làm tròn trách nhiệm được giao, tham gia xây dựng các chính sách phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, sâu sát với cơ sở, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu vùng xa, kịp thời truyền tải những vấn đề nhân dân đề xuất, kiến nghị đến Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng, tăng cường vai trò giám sát đối với việc giải quyết các vấn đề nhân dân kiến nghị, góp phần cùng Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định các vấn đề quan trọng, xây dựng tỉnh Quảng Bình ngày càng phát triển. Cử tri huyện Quảng Ninh đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn khi trúng cử, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh kịp thời đưa chương trình hành động của mình vào thực tiễn, đặc biệt là giải quyết vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tham nhũng, lãng phí, xây dựng nông thôn mới. Các ứng cử viên cũng tiếp thu đầy đủ các ý kiến đề xuất của cử tri để bổ sung vào chương trình hành động của mình, đồng thời khẳng định trên cương vị công tác, các ứng cử viên sẽ thực hiện đúng vai trò, chức trách, đáp ứng mong đợi của cử tri. Ngày 12 tháng 5, ông Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ở đơn vị bầu cử số 13 đã có buổi gặp gỡ tiếp xúc với cử tri xã Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam, Dương Thủy, Mỹ Thủy, Tân Thủy, Văn Thủy, Thải Thủy và xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy để vận động bầu cử. Tại buổi tiếp xúc cử tri, sau phần giới thiệu tiểu sử tóm tắt, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ở đơn vị bầu cử số 13 gồm bà Hồ Thị Anh Đào, Trưởng ban Phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Phạm Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; bà Hoàng Thị Hiên, giáo viên trường Trung học cơ sở Văn Thủy, huyện Lệ Thủy; bà Trương Thị Phương Lan, Trưởng phòng Tổng hợp Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Quang Năm, Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy; ông Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; và bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Thủy, đã trình bày trước cử tri chương trình hành động của mình. Trong chương trình hành động, các ứng cử viên nêu rõ, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021, sẽ tiếp tục trau dồi đạo đức, lối sống, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, nhằm giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri. Các ứng cử viên cũng đã đề ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, giao thông, nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh và tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới. Cử tri các xã của huyện Lệ Thủy bày tỏ sự đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử cần phát huy trình độ, năng lực và tâm huyết của mình để thực hiện đúng chương trình hành động đã đề ra. Ngày 12 tháng 5, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm ông Trần Hải Châu, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; bà Phạm Thị Duyên, Công chức Ủy ban Nhân dân xã Lâm Hòa, huyện Tuyên Hòa; ông Hoàng Minh Đề, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hòa; bà Trương Thị Mai Hiên, Công chức Ủy ban Nhân dân xã Thanh Hòa, huyện Tuyên Hòa; ông Hồ Quốc Long, Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Phạm Quốc Oai, Trưởng phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính Sở Tư pháp; ông Hoàng Xuân Tân, Tránh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Hoàng Xuân Vĩnh, Tỉnh ủy, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri và vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 2, huyện Tuyên Hòa. Trình bày kế hoạch hành động, nếu được trúng cử, các ứng cử viên đã thể hiện rõ quyết tâm sẽ tích cực tham gia ý kiến để Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành nhiều chủ trương chính sách đúng đắn nhằm phát huy tiềm năng lợi thế, giúp địa phương có bước phát triển rõ rệt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, phát huy vai trò giám sát trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng với địa phương xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh,
thu hút đầu tư và giải quyết tốt khiếu nại bức xúc của nhân dân. Thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của người đại biểu dân cử, sâu sát với cơ sở, nhất là các địa bàn vùng sâu vùng xa, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và đời sống của nhân dân. Từ đầu tiếp nhận truyền tải những vấn đề nhân dân đề xuất kiến nghị đến Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng, đồng thời tăng cường vai trò giám sát, đảm bảo các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vấn đề nhân dân kiến nghị, đề xuất. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, các cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời bày tỏ tin tưởng các ứng cử viên sẽ thực hiện đúng kế hoạch của mình khi trúng cử, nhằm tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền các cấp. Ngày 12 tháng 5 tại xã Quảng Tân và xã Quảng Minh, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ở đơn vị bầu cử số 6 đã có buổi tiếp xúc với cử tri chín xã Quảng Tân, Quảng Trung, Quảng Tiên, Quảng Thủy, Quảng Lộc, Quảng Minh, Quảng Văn, Quảng Hoa, Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn. Đơn vị bầu cử số 6 có 5 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, gồm ông Mai Xuân Hạp, Phó trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh; bà Phan Thị Thanh Hương, Phó trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn; ông Trần Thắng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn; bà Lương Thị Bích Thủy, Phó trưởng Phòng Tư pháp, Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn; ông Trần Sơn Tùng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử, cử tri đã được nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình với những nội dung bám sát thực tiễn cuộc sống, đề cập trực tiếp đến nhiều vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Trong chương trình hành động, các ứng cử viên đều khẳng định sẽ tích cực đóng góp tâm sức, trí tuệ, xứng đáng với sự tín nhiệm, tin tưởng, gửi gắm của cử tri. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, các ứng cử viên sẽ phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm để giải quyết các kiến nghị của cử tri, đặc biệt quan tâm đến các vấn đề bảo vệ môi trường, nước sạch, hệ thống đê kè các vùng cồn bãi, chú trọng đẩy mạnh các ngành nghề nông thôn, chú trọng công tác phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, giải quyết việc làm, cải cách hành chính. Trong không khí dân chủ cởi mở, đại diện cử tri ở các xã bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng và mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình hành động đã trình bày cho cử tri. Trên cương vị được giao, các ứng cử viên sẽ có nhiều giải pháp đưa thị xã Ba Đồn nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung ngày càng phát triển. Sáng nay ngày 12 tháng 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cho các cán bộ chủ chốt thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đóng quân trên hai tuyến biên giới. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được triển khai các nội dung chính của thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử, như việc thành lập cơ cấu thành phần và nhiệm vụ quyền hạn hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, bố trí điểm bỏ phiếu, hòm phiếu, nhận tài liệu liên quan đến công tác bầu cử, cách sử dụng các biểu mẫu trong cuộc bầu cử, quy định về đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu, thời gian lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử, trình tự bỏ phiếu, nơi bỏ phiếu. Tại hội nghị tập huấn, thành viên của các tổ bầu cử trên hai tuyến biên giới cũng đã được giải đáp các tình huống giả định về kết quả kiểm phiếu. Để nắm vững nghiệp vụ công tác bầu cử, thực hiện tốt công tác chuẩn bị để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra thành công tốt đẹp. Hôm nay ngày 12 tháng 5, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Bình đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại đơn vị bầu cử số 1, huyện Minh Hóa. Đến thời điểm này, Ủy ban Nhân dân huyện Minh Hóa và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức các bước chuẩn bị bầu cử theo quy định của tỉnh ủy và huyện ủy. Việc tổ chức hiệp thương và lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đảm bảo chặt chẽ, dân chủ. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, có 54 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, 645 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, thị trấn. Toàn huyện có 121 điểm bỏ phiếu, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, công tác an ninh trật tự được đảm bảo, điều kiện cơ sở vật chất được các đơn vị chuẩn bị chú đáo. Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu từ nay đến ngày bầu cử, huyện Minh Hóa tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Hôm qua ngày 11 tháng 5, Sở Thông tin và Truyền thông đã có buổi làm việc đánh giá công tác tuyên truyền và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ bầu cử tại huyện Bố Trạch. Trong những tháng đầu năm 2016, công tác tuyên truyền và đảm bảo thông tin liên lạc trên địa bàn huyện Bố Trạch phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã đạt được những kết quả quan trọng. Ngành văn hóa thông tin và đài truyền thanh truyền hình huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền thông qua các hình thức phong phú. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm công dân trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đồng thời đảm bảo hoạt động thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ kịp thời và thường xuyên cho công tác lãnh đạo chỉ đạo bầu cử.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, tổ bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm kiện toàn và hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, góp phần hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2015-2020. Nhận thức rõ tầm quan trọng của sự kiện chính trị trong đại này, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Bố Trạch đã hoàn tất công tác chuẩn bị để có một ngày hội lớn với những niềm tin và kỳ vọng mới. Công tác chuẩn bị bầu cử và tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được huyện Bố Trạch đưa vào kế hoạch quan trọng nhất trong năm 2016. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn và các ban ngành trong toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã tích cực tổ chức thực hiện. Trong đó chủ trọng nhiệm vụ tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, rộng khắp, giúp người dân và các cử tri nắm bắt được tinh thần, quy định của cuộc bầu cử, cũng như hiểu rõ hơn luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Từ đó, sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền là thế nào đó là mục tiêu là để gì dân nắm được cái ngày bầu cử với ý nghĩa của cái công tác bầu cử và tham gia bầu cử đầy đủ và có trách nhiệm trong công tác lựa chọn những người bầu vào Hội đồng Nhân dân các cấp cũng như đại biểu Quốc hội lần này và để công tác bầu cử diễn ra một cách an toàn, tuyệt đối và thành công tốt đẹp nhất. Mặc dù thời gian qua đã xảy ra sự việc làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống vật chất tinh thần của bà con ngư dân ở các xã biển và những người sinh sống bằng nghề biển của huyện Bố Trạch, đó là tình trạng cá biển chết hàng loạt. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của tỉnh, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Bố Trạch đã luôn bên cạnh bà con ngư dân, kịp thời động viên tinh thần và hỗ trợ gạo, các nguồn nhu yếu phẩm, góp phần giúp bà con vơi bớt khó khăn. Huyện cũng trích từ nguồn ngân sách dự phòng của địa phương là 650 triệu đồng hỗ trợ cho 6 xã vùng biển trên địa bàn. Bám nắm tình hình, ổn định tư tưởng, chia sẻ khó khăn với người dân chính là hoạt động thiết thực được huyện Bố Trạch thực hiện. Chính vì vậy đã củng cố niềm tin trong quần chúng nhân dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên tuyên truyền vận động bà con yên tâm và là chuẩn bị tốt cho cái công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Công tác tuyên truyền vận động thì trên nhiều phương tiện và nhiều hình thức, vừa là phát thanh vừa là thông qua các cuộc họp với cả cái cuộc họp của các chi hội để là tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp để đảm bảo thành công. Huyện Bố Trạch có 71 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, trong đó đại biểu nữ chiếm 47,89%, đại biểu trẻ tuổi dưới 35 tuổi chiếm 19,27%, đại biểu là người ngoài đảng chiếm 19,72%, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 2,8%, đại biểu tôn giáo chiếm 1,4%. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của huyện Bố Trạch cơ bản đã hoàn thành. Vào ngày 22 tháng 5 sắp tới, Bố Trạch sẽ có 61.667 cử tri tham gia bầu cử. Cho đến thời điểm này thì các cái nội dung và các cái thời điểm thì ban chỉ đạo và ủy ban bầu cử của huyện và các xã đã tiến hành nghiêm túc, chú đáo. Có được kết quả đó thì có nhiều cái nguyên nhân, trong đó tôi xác định ra nguyên nhân là trước tiên đó là cấp ủy Đảng và chính quyền phải tập trung sức lãnh đạo và chỉ đạo. Thứ hai là phải nắm bắt và theo dõi kịp thời cái diễn biến ở cơ sở để tập trung lãnh đạo chỉ đạo, đặc biệt nhất là một số cơ sở mà có những điểm nóng và có những điểm mà đã nổi lên trong vấn đề khó khăn. Thứ ba là chúng tôi tập trung để tuyên truyền, để giải thích và là kịp thời chỉ đạo ở cơ sở. Như trong thời gian vừa qua, cái hiện tượng cá chết bất thường, không rõ, chưa rõ nguyên nhân, thì cấp ủy Đảng và chính quyền chúng tôi đã tập trung sức để lãnh đạo và chỉ đạo. Đây là một cái sự việc mà không riêng gì đối thiệt hại đối với các xã miền biển, mà nó ảnh hưởng rất lớn đến cái kinh tế và cái tâm tư nguyện vọng của bà con nhân trong huyện, trong toàn huyện. Nhưng chúng tôi đã tập trung sức là tuyên truyền, vận động bà con nhân dân
không để cho cái kẻ xấu, một số kẻ xấu là kích động và thực hiện tốt các cái chính sách của tỉnh và của huyện đối bà con ngư dân trong cái việc ấy, là bà con bị thiệt hại. Thứ hai là trong vấn đề nắm bắt tình hình để giải quyết ngay những cái xã mà có những vấn đề có đơn thư thì chúng tôi tập trung giải quyết ngay trước cái thời điểm mà hội nghị hiệp thương lần thứ 3 tại các xã thị trấn. Chính vì vậy nên tạo được cái sự đồng thuận trong đảng bộ và nhân dân. Ngày hội lớn đang đến gần, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của toàn đảng, toàn quân và toàn dân, huyện Bố Trạch đã và đang đón chờ sự kiện chính trị trọng đại trong niềm tin và khí thế náo nức mong chờ. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016. Vì linh mục tròn đạo giúp đời. Mời quý vị và các bạn theo dõi thông báo kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ngày 11 tháng 5 năm 2016, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện quan trắc, phân tích nhằm đánh giá diễn biến chất lượng nước biển ven bờ tại 5 điểm gồm bãi biển Quảng Phú, bãi tắm Quảng Thọ, bãi tắm Đà Nhai, bãi tắm Nhật Lệ và bãi tắm Hải Ninh. Đồng thời gửi mẫu cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị phân tích một số chỉ tiêu. Kết quả quan trắc phân tích ở trên so sánh với QCVN10 MT2015 BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển phục vụ mục đích thể thao giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển và các mục đích khác cho thấy 18 chỉ tiêu phân tích trong các mẫu nước được quan trắc đều có giá trị đạt quy chuẩn cho phép và phù hợp với kết quả quan trắc phân tích do Trung tâm Quan trắc Môi trường Tổng cục Môi trường thực hiện được công bố tại website vea.gov.vn. Sáng nay ngày 12 tháng 5, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ năm 2015 đến nay và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo của năm 2016. Dự hội nghị, tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Trong năm 2015, ở nước ta, thiên tai mặc dù xảy ra không nhiều, tuy nhiên cường độ tác động lại ở mức cao kỷ lục. Từ đầu năm 2016 đến nay, trên cả nước đã xảy ra 71 trận dông, lốc xoáy, sét, mưa đá. Tổng thiệt hại do thiên tai từ năm 2015 đến nay là trên 17.800 tỷ đồng. Trong năm 2015 và đầu năm 2016, Chính phủ đã hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai với tổng kinh phí trên 2.720 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ khắc phục bão, lũ là 500 tỷ đồng, hạn hán, xâm nhập mặn là trên 2.200 tỷ đồng, 31.600 tấn gạo, 20 tấn giống cây trồng, 267 tấn ngô giống và 17,7 tấn hạt giống rau các loại. Phát biểu kết luận tại hội nghị trực tuyến, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, năm 2016, dự báo tình hình thiên tai sẽ diễn biến phức tạp và cực đoan. Vì vậy, các bộ ngành trung ương và các địa phương cần tập trung triển khai thi hành luật phòng chống thiên tai và thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đẩy mạnh thực hiện đề án nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, tăng cường trang thiết bị, cơ sở vật chất, xây dựng lực lượng chuyên nghiệp làm công tác phòng chống thiên tai, nâng cao năng lực và cơ sở hạ tầng phục vụ dự báo, cảnh báo thiên tai, nhất là đối với các hiện tượng thời tiết cực đoan. Chiều nay ngày 12 tháng 5, Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Trong năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự phối hợp của mặt trận và các tổ chức thành viên, Hội Người cao tuổi các cấp của tỉnh đã luôn tạo điều kiện chăm lo, cải thiện đời sống và sức khỏe cho người cao tuổi. Trong năm 2015 vừa qua, toàn tỉnh có gần 18.000 cụ được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, gần 65.000 cụ có thẻ bảo hiểm y tế và đã được chăm sóc sức khỏe thường xuyên. Cùng với việc chăm sóc sức khỏe và đời sống vật chất cho người cao tuổi, trong năm 2015, Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh Quảng Bình cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến người cao tuổi, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên tinh thần cho người cao tuổi và phát huy vai trò của người cao tuổi trong việc tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các thành viên trong Ban công tác người cao tuổi tập trung chỉ đạo triển khai luật người cao tuổi và các chính sách hỗ trợ đối với người cao tuổi, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả cấp các ngành và toàn xã hội cùng chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, tổ chức thực hiện có hiệu quả tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết Hội người cao tuổi Việt Nam đã đề ra nhằm phát huy sức mạnh, thúc đẩy hơn nữa các phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, đẩy mạnh việc thực hiện chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trong giai đoạn 2012-2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Trước đó trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị ban chỉ đạo đề án 4061 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình triển khai nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật những tháng còn lại của năm 2016. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng. Báo cáo nêu rõ nội dung phổ biến giáo dục pháp luật đã được chú trọng, có tác dụng thiết thực đối với mọi đối tượng, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và yêu cầu của từng ngành, cơ quan, đơn vị. Hình thức tuyên truyền phong phú đa dạng. Sở Tư pháp đã phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đề án 4061 của tỉnh. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng hoàn thiện, góp phần tăng cường hiệu quả công tác này trên địa bàn. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng lưu ý, công tác giáo dục phổ biến pháp luật cần phải thiết thực, cụ thể, hiệu quả. Sự gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp nhận thông tin trong tuyên truyền là cần thiết và nên coi trọng để công tác phổ biến giáo dục pháp luật những tháng cuối năm 2016 thực sự đi vào cuộc sống và đạt kết quả cao. Hôm qua ngày 11 tháng 5 tại thành phố Đồng Hới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã ký kết biên bản phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2016. Trước đó, vào ngày 10 tháng 5, đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn đã tổ chức hội đàm đánh giá kết quả phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự và lực lượng vũ trang hai tỉnh thời gian vừa qua, đồng thời thống nhất nội dung phương hướng phối hợp thực hiện nhiệm vụ năm 2016-2017. Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang hai tỉnh năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016. Trên cơ sở nội dung đã được thống nhất tại buổi hội đàm, Thượng tá Nguyễn Văn Man, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình và đồng chí Đại tá Sổm Khen Áp Bà Son, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn, thay mặt đoàn công tác, Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh đã ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và 2017. Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc về truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung, hai tỉnh Quảng Bình, Khăm Muộn nói riêng. Chỉ đạo lực lượng vũ trang hai tỉnh tăng cường phối hợp, nắm, trao đổi thông tin, xây dựng tuyến biên giới Quảng Bình, Khăm Muộn hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Định kỳ 2 năm một lần, các ban chỉ huy quân sự hai tỉnh có chung đường biên giới sẽ tổ chức gặp gỡ, trao đổi tình hình và kinh nghiệm công tác. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn nhất trí thực hiện đúng nội dung chỉ đạo của lãnh đạo chính quyền hai tỉnh về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Khăm Muộn. Phía Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình sẽ hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn kinh phí, một số phương tiện, trang thiết bị công nghệ thông tin, y tế, dụng cụ hậu cần phục vụ công tác bảo đảm, nâng cao đời sống cán bộ chiến sĩ và nhân dân tỉnh Khăm Muộn. Phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn sẽ tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, Ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn chỉ đạo giúp đỡ đội 589 Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam theo thỏa thuận giữa Ban công tác đặc biệt của chính phủ hai nước. Thưa quý vị và các bạn, có một người chất phác giản dị, luôn hết mình vì đời sống của bà con giáo dân. Những nơi ông đã từng gắn bó đều để lại ấn tượng đẹp về tấm lòng nhân hậu, yêu thương. Về một người không giáo kính chùa yêu nước, đó là linh mục Hồ Thái Bạch, quản sự giáo xứ Liên Hoa, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn. Về xã Quảng Trung, phải mất 15 phút đi đò ngang, chúng tôi mới đến được giáo xứ Liên Hoa. Giao thông cách trở, thiếu đất sản xuất, mùa khô thiếu nước, mùa mưa thường xuyên bị lũ lụt. Trong khi đó, đa số bà con giáo dân lại không có nghề nghiệp ổn định. Trăn trở với những khó khăn của bà con giáo dân, linh mục Hồ Thái Bạch đã động viên giáo dân tạm gác lại việc xây dựng thánh đường giáo xứ để cùng đồng sức đồng lòng giải quyết những khó khăn trước mắt. Quan trọng nhất là làm thế nào để người dân có việc làm,
có thu nhập. Để giải quyết được câu hỏi này, ông đã phối hợp với chính quyền địa phương, vận động các hộ bà con giáo dân liên kết, đóng góp tài sản, vay vốn ngân hàng, đầu tư mua sắm tàu lớn, ngư lưới cụ, thành lập các tổ đánh bắt cá xa bờ. Từ chỗ bà con giáo dân không có việc làm, phải đi đánh cá thuê ở các tỉnh thành khác, đến nay toàn thôn Công Hòa đã có 29 tàu đánh bắt xa bờ, tạo được việc làm và thu nhập ổn định cho gần 300 người. Để giúp bà con có sinh kế ổn định, ông đã quyết định đứng ra vay vốn ngân hàng để mua bò sinh sản hỗ trợ cho các hộ gia đình nghèo nhưng có khả năng lao động nuôi dưỡng. Từ những con bò cải ban đầu, thông qua các hộ gia đình chăn nuôi đã sinh sản bê con. Linh mục Hồ Tải Bạch tiếp tục phân bổ cho những hộ nghèo khác. Cứ thế, đàn bò không ngừng được tăng lên. Đến nay đã có 25 gia đình nhờ chăn nuôi bò mà đã góp phần xóa đói giảm nghèo. Gia đình ông là thu về được 27 triệu, trong đó có con bò mẹ nữa. Kinh tế thì chủ không có cái đồng vốn mua con bò thì hôm nay có con bò mà thì còn một con bán nữa, rất là cảm ơn. Bà con giáo dân ở xứ đảo Liên Hòa không chỉ cảm động và biết ơn vì những việc làm thiết thực này mà còn tin tưởng yêu quý ông bởi tấm gương giản dị, thực hành tiết kiệm. Trong cuộc sống thường nhật cũng như khi giảng đạo, linh mục Hồ Thải Bạch thường xuyên nhắc nhở bà con giáo dân chấp hành pháp luật, chăm lo làm ăn, khuyến khích tìm tòi các mô hình phát triển kinh tế. Đặc biệt, linh mục đã vận động bà con giáo dân phát triển chăn nuôi lợn kết hợp xây dựng mô hình bioga. Đến nay có 27 hộ gia đình đã sử dụng bếp bioga có hiệu quả, vừa tiết kiệm nhiên liệu vừa góp phần bảo vệ môi trường. Để giúp người dân khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt về mùa hè, linh mục Hồ Thải Bạch đã kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức từ thiện, quyên góp được 350 triệu đồng xây dựng một bể lọc nước đạt tiêu chuẩn, đảm bảo cung cấp nước sạch cho nhiều hộ dân trong thôn. Từ khi linh mục Hồ Thải Bạch về mà nhận sự đấy á, thì nói chung ông có nhiều cái đổi mới. Ví dụ như là cũng từ đi xin là bò về cho hồ nuôi này, rồi là trong cái lúc bão lụt đó tôi cũng đi xin là có như gạo với tiền với chăn màn áo quần về, ông cũng đồng viên giáo dân là sống là tốt đời đẹp đạo. Ông là thường nói với giáo dân được nhà thơ là và có đảng có nhà nước khi này mình mới có những cái là như có nước này rồi có nước sạch này. Bây giờ nói một cái nước sạch về được thôn Công Hòa đây là một cái đổi mới là phải chưa từng có đó. Quỹ học bổng hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn do linh mục Hồ Thải Bạch lập ra đến nay cũng đã được duy trì trên 20 năm. Với hàng trăm học sinh nghèo vượt khó đã được hỗ trợ tiền chi phí ăn học. Riêng tại giáo xứ Liên Hòa, hiện tại có 15 em được hỗ trợ 4,5 triệu đồng mỗi em mỗi năm. Đối với những em học đại học, mức hỗ trợ là 8 triệu đồng mỗi em mỗi năm. 14 năm phụ trách xứ đào Khe Gát, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, 8 năm quản xứ giáo xứ Liên Hòa, ở đâu bà con công giáo cũng đều cảm phục sự đóng góp của linh mục Hồ Thải Bạch, một con người luôn sống tròn đạo, đẹp đời. Tôi cũng muốn cho con em cũng được học hành nên cũng tạo mọi điều kiện. Thì xin học bổng, còn ở Xuân Trạch thì xây trường, tạo mọi điều kiện nghĩa là góp được phần cái gì mà có gọi là ích quốc lợi dân, tôi làm. Đoàn thể thì có trách nhiệm giáo dục về vận động. Thế còn bà con thì đồng tâm nhất trí, nói chung là thống nhất hành động thì có như thế mới thành công nhé. Ông luôn tâm niệm là một linh mục nhưng trước hết cũng là một người công dân, ngoài việc chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, ông luôn cố gắng tuyên truyền giáo dục cho bà con giáo dân về chính sách đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, nghĩa vụ công dân tham gia xây dựng, bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự. Từ đó, giúp bà con giáo dân nhận thức rõ trách nhiệm của mình, góp phần tham gia vào công cuộc đổi mới, phát triển quê hương, đất nước. Thịnh vượng thì phải đi về là hòa bình. Đấy, cho nên là tôi cũng muốn là mọi người đều sống là thôi chấp hành mọi chủ trương đường lối thì nói chung là đường lối rất tốt thế. Cũng ngoài mục đích là nâng cao đời sống của dân, kinh tế và văn hóa thì xã hội dưới sự lãnh đạo của nhà nước rồi thì tôi cũng chỉ gọi là đồng viên bà con là chụp thời cơ thôi thì hưởng ứng các cái phong trào để chúng ta nâng cao cuộc sống thoát cảnh đói nghèo. Linh mục là một vị đại biểu hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ vừa qua,
thì linh mục còn tham gia cả cái hoạt động xã hội của đối với các một số cái tổ chức, như là linh mục là một ủy viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, cũng đồng thời là ủy viên ban chấp hành hội khuyến học của thị xã và xã Quảng Trung. Thì linh mục mà điều mà linh mục quan tâm nhất là về cả cái hoạt động, cả cái phong trào. Thì đối với cái nền giáo dục của xã nhà Quảng Trung nói riêng thì trong những năm qua thì linh mục rất quan tâm sự phát triển của thôn Công Hòa nói riêng và cái tình hình an ninh trật tự của xã Quảng Trung nói chung, và được cái đảm bảo bình yên là có cái sự đóng góp không nhỏ của linh mục. Linh mục Hồ Thải Bạch đã nêu gương sáng trong cuộc sống đạo đời. Ghi nhận sự đóng góp của linh mục Hồ Thải Bạch, năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã tặng linh mục bằng khen trong phong trào thi đua người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 12 ngày 13 tháng 5 năm 2016, khu vực miền núi mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, chiều tối có thể có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao dưới 1 mét. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 5 năm 2016, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ.